Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 4 phân số thập phân. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách nằm ở Zalo bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với mỗi bài tập, các em nên bấm tạm dừng video, các em làm bài trước. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, khoanh vào các phân số thập phân trong những phân số dưới đây. Để làm được bài này thì các em phải nhớ lại kiến thức mà chúng ta được học trong sách giáo khoa. Trước hết là các em hiểu thế nào là phân số thập phân. Các phân số thập phân có mẫu là 10, 100, 1000, 10000 vân vân. Ở đây tử số là bao nhiêu chúng ta không để ý. Chúng ta chỉ quan tâm đến mẫu số thôi. Các phân số thập phân thì nó có mẫu là 10, 100, 1000, 10000 vân vân. Thầy giáo ví dụ 3/10 là phân số thập phân bởi vì nó có mẫu là 10. 9/100 là phân số thập phân bởi vì nó có mẫu là 100. 3568 phần 1000 là phân số thập phân bởi vì nó có mẫu là 1000. Được chưa? Các phân số này là các phân số thập phân. Rồi như vậy các em dễ dàng tìm được trong các phân số trên những phân số nào là phân số thập phân. À, trước hết là 3/10 là phân số thập phân. 49/100 là phân số thập phân. 136/100 là phân số thập phân. 264/1000 là phân số thập phân. 99/1000 là phân số thập phân. Rồi hai phân số này thì nó không phải là phân số thập phân. Bởi vì nó không có mẫu là 10, 100, 1000, 10000 vân vân. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. À, các em quan sát câu E. Chúng ta có tia số. Người ta biểu diễn một đơn vị. Từ 0 đến 1 là một đơn vị. Người ta chia thành 10 phần bằng nhau. Thì mỗi phần nó chính là 1/10. Vậy ta có 1/10, 2/10, rồi đến 3/10, 4/10. 5/10, 6/10 đến 7/10, 8/10, 9/10, 10/10 thì nó chính là số 1. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã viết được phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm. Các phân số này đều có mẫu là 10. Mẫu là 10 thì là phân số thập phân. Rồi tiếp theo, 1/10 đơn vị người ta lại chia nhỏ ra thành 10 phần bằng nhau. Thì mỗi phần là bao nhiêu? 1/10 mà chia thành 10 phần bằng nhau. Ta lấy 1/10 chia 10. Chia cho 10 tức là chia cho 10/1. Chia cho 10/1 thì các em nhân đảo ngược lên. Ta nhân với 1/10. 1 x 1 bằng 1. 10 x 10 bằng 100. Như vậy nếu 1/10 các em chia thành 10 phần bằng nhau thì mỗi phần nó chính là 1%. Ta có từ 0 đến 1/10 là 1/10 đơn vị. Ta chia thành 10 phần bằng nhau thì mỗi phần nó chính là 1/100. Ta có 1/100, 2/100, 3/100 rồi đến 4/100, 5/100. 6/100, 7/100, 8/100 và 9/100. 10/100, 9/100 thì đến 10/100. Các em rút gọn, chia cả tử và mẫu cho 10. 10 chia 10 bằng 1. 100 chia 10 bằng 10. 10/100 nó chính là 1/10. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 3.
Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E 1 phần 2. Phân số 1 phần 2. Bây giờ các em phải chuyển thành phân số tập phân có mẫu là 10. Thì trước hết là các em phải nhẩm 2 nhân mấy bằng 10. Các em dễ dàng nhẩm được là 2 nhân 5 bằng 10. Mẫu số nhân với 5 thì các em nhớ tử số cũng phải nhân với 5. 1 nhân 5, 2 nhân 5. 1 nhân 5 bằng 5, 2 nhân 5 bằng 10. Rồi tiếp theo là câu B. 63 phần 300. Các em chuyển thành phân số tập phân có mẫu là 100. Thì các em nhẩm là 300 chia cho mấy bằng 100. Rồi em nào không nhẩm được thì chúng ta có thể làm như sau. Số chúng ta cần tìm ở đây là số chia. Muốn tìm số chia, các em lấy số bị chia chia thương. Ở đây số bị chia là 300, chia thương là 100. 300 chia 100 bằng 3. Như vậy là 300 chia 3 thì bằng 100. Mẫu số chia 3 thì tử số cũng phải chia cho 3. 63 chia 3 bằng 21. Rồi câu C. 12 phần 25, các em chuyển thành phân số tập phân có mẫu là 100. Thì các em nhẩm xem là 25 nhân mấy bằng 100. Ta lấy 100 chia 25 bằng 100 chia 25 bằng 4. Vậy 25 nhân 4 bằng 100. Mẫu số nhân 4 thì tử số các em cũng phải nhân với 4. 12 nhân 4 bằng 48. Rồi câu D. 145 phần 5.000, các em chuyển thành phân số tập phân có mẫu là 1.000. 5.000 chia mấy bằng 1.000? Các em lấy 5.000 chia 1.000 bằng 5. Như vậy 5.000 chia 5 bằng 1.000. Mẫu số chia 5 thì tử số cũng phải chia 5. 145 chia 5, các em tính xem bằng bao nhiêu? Bằng 29. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Viết các phân số sau thành phân số tập phân. Ở đây các em lưu ý, đối với dạng bài tập này thì các em nên nhớ một số phép tính cơ bản sau. Nó rất là thuận tiện. 2 x 5 bằng 10, 2 x 50 bằng 100, 4 x 25 bằng 100, 8 x 125 bằng 1.000. Rồi trước hết là 72 phần 80. Thì chúng ta chuyển thành phân số có mẫu là 10 hay là 100 thì hợp lý. Chúng ta dễ dàng nhẩm được là 80 chia 8 bằng 10. Vậy các em chia cả tử và mẫu của phân số này cho 8. 72 chia 8 bằng 9. 80 chia 8 bằng 10. Rồi tiếp theo, 444 phần 400. Thì chúng ta chuyển thành phân số tập phân có mẫu là 100 thì nó hợp lý hơn. Chúng ta dễ dàng nhẩm được là 400 chia 4 bằng 100. Vậy các em chia cả tử và mẫu cho 4. 444 chia 4 bằng 111. 400 chia 4 bằng 100. 27 phần 25 thì các em chuyển thành phân số tập phân có mẫu là 100 thì nó hợp lý hơn. Bởi vì ta biết là 25 nhân 4 bằng 100. Được chưa? Như vậy các em nhân cả tử và mẫu với 4. 27 nhân 4 bằng 108. 25 nhân 4 bằng 100. Rồi tiếp theo là 100 phần 125. Ta dễ dàng nhận thấy là 125 nhân 8 bằng 1.000. Vậy các em nhân cả tử và mẫu của phân số này với 8 để ta được phân số tập phân có mẫu là 1.000. 100 nhân 8 bằng 800. 125 nhân 8 bằng 1.000. 1 phần 4. 4 nhân 25 bằng 100. Vậy các em nhân cả tử và mẫu của phân số này với 25. 1 x 25, 4 x 25.
1 nhân 25 bằng 25, 4 nhân 25 bằng 100. 5/8. À, ta biết là 8 nhân 125 bằng 1000. Vậy các em nhân cả tử và mẫu của phân số này với 125. 5 nhân 125 bằng 625. 8 nhân 125 bằng 1000. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.